Ngày hôm nay, tại Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, có tới hơn 40 phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí nước ngoài tác nghiệp, trong đó có các hãng truyền thông lớn như AP, Reuters, truyền hình Trung ương Trung Quốc. Tác nghiệp tại đây thì chúng tôi cũng gặp phải một số khó khăn, nhất là về ngôn ngữ. Chúng tôi không biết tiếng Việt, chỉ biết tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Ở đây thì các phóng viên nói tiếng Anh thì có, nhưng không nhiều. Chính vì thế mà trong trao đổi và giao tiếp có một số khó khăn. Còn trong quá trình hẹn phỏng vấn, chúng tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều. Còn tại khu vực phía Nam, có mặt tại Sở Chỉ huy Tiền Phương, sân bay Phú Quốc hơn 2 ngày qua, ông Yan Hao, trưởng văn phòng đại diện Tân Hoa Xã tại Hồng Kông, luôn túc trực theo dõi thông tin về quá trình tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng do là lần đầu tiên đến Phú Quốc, không biết tiếng Việt nên gặp khá nhiều khó khăn. Mọi hoạt động chỉ dựa vào thông tin do Sở Chỉ huy Tiền Phương cung cấp. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ nhiệt tình của Việt Nam, tạo điều kiện hết mình cho phóng viên tác nghiệp, ông đã gửi về kịp thời những thông tin cho độc giả của mình. Chúng tôi được cung cấp phòng để tác nghiệp, mỗi người một bàn và còn có cả nước uống. Chúng tôi thực sự đánh giá cao về điều này. Chúng tôi rất may mắn được giúp đỡ tác nghiệp tại đây. Tuy nhiên, hiện nay do không có người phiên dịch nên thông tin mà chúng tôi nhận được vẫn chưa nhiều. Chúng tôi hy vọng một vài ngày tới sẽ có phiên dịch để những thông tin cập nhật nhanh hơn. Mặc dù ngôn ngữ là rào cản lớn nhất của các phóng viên khi tác nghiệp, nhưng với sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, các phóng viên đã được tạo điều kiện tác nghiệp tốt nhất. Với mong muốn cập nhật những thông tin tìm kiếm sớm nhất chiếc máy bay MH370, và tất cả các phóng viên đều đánh giá cao công tác tìm kiếm đang được Việt Nam tiến hành.